Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ekip Hoài Linh hé lộ lý do chậm trễ việc giải thích về ồn ào tiền từ thiện, liệu có thỏa đáng? Thời gian gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh vướng vào không ít lùm xùm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nam danh hài. Ngoài câu chuyện của bà Phương Hằng, nay lại thêm việc chậm trễ tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng, khiến dư luận hoang mang và nhận về không ít ý kiến trái chiều. Vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh đã có những chia sẻ chính thức với khán giả khi gửi một đoạn clip đến các cơ quan truyền thông, trình bày hết sự việc và cung cấp nhiều văn bản chứng minh đã làm từ thiện trong nhiều tháng nay. Nam nghệ sĩ khẳng định bản thân không biển thủ tiền từ thiện của công chúng và đọc rõ từng số tiền thu, chi và còn lại trong tài khoản, cho biết do ảnh hưởng của dịch nên không thể thực hiện lời hứa cho tận tay các số tiền này cho các hộ dân miền Trung. Khi đoạn clip được công bố, nhiều người cũng chưa hoàn toàn đồng ý với lời giải thích của Hoài Linh, bởi vì lời giải thích của nam nghệ sĩ quá chậm trễ khi sự việc nổ ra quá lớn mới chịu lên tiếng. Sau đó, phía ekip của Hoài Linh đã chia sẻ, clip này được thực hiện từ 21 tháng 5, ngay khi bắt đầu có những điều tiếng về việc làm từ thiện. Tuy nhiên, do muốn dành thêm vào những thông tin văn bản từ thiện, nên clip đã được xuất bản hơi muộn. Ở thời điểm này, có lẽ đã làm mất lòng tin của nhiều người dành cho anh, nhưng cũng làm những fan hâm mộ thực sự luôn yêu thương anh, hiểu thêm về anh. Nói thật nhé, nếu đã công khai số tiền từ thiện trên Facebook, hàng triệu người theo dõi, thì đố ai mà dám nuốt chứ đừng nói tới người gây dựng, tên tuổi sự nghiệp hơn 30 năm. Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã công khai số tiền thu được là 13 tỷ 417 nghìn đồng, cộng thêm với số tiền lãi, hiện tại còn 13 tỷ 770 triệu đồng, nam danh hài khẳng định. Sự yêu thương của khán giả dành cho Linh suốt 30 năm qua, có nhiều người thắc mắc số tiền này Linh có biển thủ không? Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này thì mọi người nghĩ có nên hay không? Nếu mà không nhắc số tiền này, nhiều người nói thằng Linh, nó giữ nó xài cho riêng nó. Nhưng kính thưa quý vị, những cái gì không muốn người khác biết thì đừng làm. Đây là tình cảm của mọi người gửi đến Linh và Linh không làm chuyện thất đức như vậy. Anh Bốn hứa rằng sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, sẽ thực hiện lời hứa với miền Trung và sẽ gửi lời xin lỗi trực tiếp đến mọi người vì sự chậm trễ này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.